theo người nơi chiến trường. Ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trường sâu. Vâng, chia tay đồng lát để gửi lại cho. Vâng, thực hiện hôm nay mang đến cho anh em một cái clip chia sẻ về cái loa trung kèn anh em nhé. Thì trước mắt các bác đây là một cặp loa trung kèn, em lấy điện thoại em quay lại gần cho các bác cùng xem nhé. Vâng, trước mắt các bác đây là một cái bộ loa trung kèn do bên Đức Hiền Audio sản xuất và sáng chế. Sử dụng một cặp toa củ của toa 75W anh em nhé. Và đi cùng với nó là một đôi phân tần dành riêng cho loa kèn này, do bên Đức Hiền nghiên cứu và sáng chế ra. Đấy, để nó hỗ trợ cái giải trung kèn cho anh em. Đấy, hỗ trợ tiếng ca lời hát. Đây là cái hệ thống phân tần của nó, thì có được Đức Hiền lắp trên một cái miếng gỗ sơn màu đen và có hệ thống chỉnh. Đấy, hệ thống chỉnh tần số cho nó nhé. Tức là chỉnh tần số volume cho cái hệ thống loa trung kèn này. Mỗi bên là một con trung kèn và chạy một cái phân tần này anh em nhé. Phân tần này có tác dụng là cắt tiếng tép này, cắt tiếng bát này, chỉ cho ra cái âm trung và có thể điều chỉnh được 3 nấc giải âm thanh của nó nhé. 3 nấc âm thanh cho cái loa kèn này. Đấy. Thì hầu hết tất cả các loa phun trong gia đình và loa phun trên thế giới và đất nước Việt Nam là hiện tại là loa chỉ có sở hữu một bát loa và một con tép tép kèn bên trong. Đấy, thì cái giải âm trung nó đã sử dụng trong cái hệ thống loa bát. Đấy, thế nhưng mà loa bát đã hiện tượng là nó sẽ cắt đi cái tiếng sáng rồi, nó giữ lại tiếng bát thì chỉ còn mỗi cái tiếng kèn thôi, cái âm thanh của loa tép thôi, thì nó phối hợp với nhau thì nó có cho ra một cái giải âm trung. Thế nhưng mà nó sẽ không được chi tiết và rõ ràng như sử dụng một con trung như này. Đây là con trung kèn nhé, sử dụng cặp củ toa của Indonesia anh em nhé. Con này công suất là 75W. Và cái tiếng trung kèn nó thì cực kỳ là to này anh em. Nghe cực kỳ là chi tiết luôn. Đấy. Đấy, một cặp trung kèn như này sẽ phối hợp cùng với một đôi loa phun. Và bây giờ em sẽ mở kết hợp cho anh em cùng nghe nhé. Bây giờ em mở cái thằng trung kèn trước cho anh em cùng trải nghiệm nhé. Đây, em đang mở Huy Đồng Nát hát nhé. Huy Đồng Nát hát sẽ tái hiện cái giọng hát trên. Đây, một nút chia sẻ anh chị yêu nhá. Em được chào chung này em ơi. Đấy, bây giờ là em sẽ mở con trung kèn trước cho anh em cùng trải nghiệm nhé. Trung kèn ở đây nhé. Đó, trung kèn lên nhé. Nhìn rất chi là sang trọng và đẹp nhé. Đây là cái điều chỉnh tần số của nó này. Đấy, ví dụ tắt đi này. Đấy, ví dụ em tắt đi này. Đấy, ví dụ em bật con loa kèn này lên nhá, bật ở cái mức vừa cân đối với loa trung, cân đối với loa phun ví dụ thế. Em bật này. Đấy, đây là cái nấc nhỏ nhá. Bật con này nhá. Bật con này nhá. Đấy. Bật to lên nhá. Bật nấc nữa nhá. Đấy, bật ở nước trung bình nhá. Mắt lệ đong đầy với nỗi nhớ. Đấy, bây giờ em tắt thằng loa trung này đi, em mở thằng loa phun lên nhá. Đây thằng loa phun bên này này. Mở loa phun nhá. Đây yêu người nơi chiến trường. Đấy, loa phun đấy. Ta không thể quên mình là anh em một nhà. Bây giờ em sẽ để thằng loa kèn lên thằng loa phun này. Đấy, ví dụ như các bác mua về các bác để lên cái loa phun như này nhé. Đấy, nhìn nó rất chi là sang trọng luôn, rất chi là phê nhé. Đấy, Đức Hiền bán kèm combo đầy đủ như này, cả họng tép, họng kèn nó nhé. Họng kèn này, họng kèn hình tròn được bên Đức Hiền nhập khẩu nhé. Con họng này ở Việt Nam sẽ không có nhé.
Con họng kèn này là bên Hiền nhập khẩu của Trung Quốc. Rất chi là đẹp luôn, sáng bóng đẹp và nhẵn nhé, nhìn rất thì sang trọng luôn. Bây giờ sẽ kết hợp phun và kèn nhé. Anh em nghe phun trước xong kèn sau nhé. Gửi lời chào thân thương. Đây là phun nhá, phun lên nhá. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúc toàn thể anh chị yêu buổi tối vui vẻ hạnh phúc. Yêu thương ghé vào live stream của em Huê Đồng Nát. Bây giờ chuẩn bị cho kèn lên nhá. Kèn lên này. Đồng Nát hoặc là Trang Mặt Mày. Đấy, kèn lên nhá. Tạo tên hoặc là tặng em Huê là một lúc chia sẻ anh chị yêu nhá. Và yêu thương hơn nữa thì đừng quên ghé vào kênh YouTube Huê Đồng Nát, xem kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho em gái. Và bây giờ phải rất làm to đến luôn. Với một cái bài hát đầu tiên. Được rất nhiều như anh chị đã yêu cầu. Ví dụ để con này lên đây như thế này. Viết về quê hương của tỉnh Hà Nam, được mang tên Hà Nam đất mẹ anh hùng. Không mạnh đâu anh chị nhá, hôm nay ấm rồi. Mời cả nhà mình đến với ca khúc này nhá. Cực phê luôn. Tắt kèn đi nhá, tắt chung kèn nhá. Đây này. Đây là kênh em mở chạy có chung kèn này, tắt đi nhá. Các bác cảm nhận nhá. Đấy. Tắt thằng chung kèn đi rồi, thì còn mỗi thằng phun thôi. Mất cái âm chung luôn anh em nhé. Nó thiếu giải âm chung luôn. Em đưa anh về thăm quê. Bây giờ em volume thằng loa kèn này lên nhá. Volume này. Giật nắng hồng. Đấy, như là to luôn. Sông châu hiên hoa sông nhẹ yêu thương. Hà Nam ơi. Rất là đẹp nhá. Sông đây anh tình về Hà Nam, em đưa anh về quê mẹ thân thương. Ngã ba sông này chờ bầu xưa vẫn đó, con đò năm xưa tựa nỗi nhớ hôn môi. Sông đây anh tình chờ mãi bóng em say. Đấy, bây giờ em sẽ test cái tiếng mic cho anh em cùng nghe nhé. Em để máy quay ở đây. Quay để test cái mic cho anh em nghe nhá. Để đây để test tiếng mic cho anh em cùng trải nghiệm nhá. Lê. 1 2 Đây đây giờ em tắt thằng thằng loa kèn đi này. Lê. Giảm được phết đi. Lê 1 2 6 7 9 10. Đấy. Đây là test mỗi thằng loa full không này. Bây giờ sẽ volume thằng loa kèn lên nhá. Bây giờ em cho thằng loa kèn lên đây, thằng loa full đang chạy trên tiếng mic nhá. Lê 1 2 6 7. Đấy. Như thế này là đã hát karaoke rất là hay rồi. Nhưng bây giờ em cho thằng loa kèn đây này. Loa kèn đây nhá. Lơ 1 2 6 7 9 10 alo. Ấy, tiếng rất chi là rõ luôn. Tiếng cực hay luôn nhé. Đấy, bây giờ cho intro lên này. Lơ. Lơ. 1 2 6 7 9 10 lơ. Đấy, cái này karaoke cực nhẹ luôn. Rất chi là hút mic nha. Lê 1 2 6 7 lơ. Tiếng quá hay luôn. Đấy, khi phối hợp giữa thằng loa full này, thằng loa trung kèn này, phải nói là cái tiếng lời của nó phải cực kỳ là phê anh em, cực kỳ là hay luôn, nhẹ mic, tiếng rất là hay. Nghe nhạc này, nghe nhạc và cũng như là hát karaoke đều ok nhá, đều hay nhá. Đấy, và nó mang cái tính thẩm mỹ rất là cao. Anh em có trong nhà có một đôi loa full rồi, anh em có thể dựng cái đôi trung kèn này lên để cho cái tiếng ca nó thoát, nó rõ ràng hơn, nghe nó hay hơn. Tức là lời ca của ca sĩ cũng như là khi mình hát karaoke nó sẽ rất chi là hút mic và nhẹ mic luôn anh em nhé. Cực hay luôn. Đấy. Ok, clip của em đến đây xin kết thúc tại đây. Mọi chi tiết anh em hãy để dưới phần bình luận của video anh em nhé. Chi tiết liên hệ mua hàng thì hãy liên hệ cho Đức Hiền Audio số điện thoại 032 770 9495. Hãy liên hệ ngay chỗ Đức Hiền Audio để được tư vấn và mua sản phẩm. Em quay lại một cái phân tần một lần nữa cho anh em cùng xem nhé. Đấy, đây là một hệ thống phân tần do bên Đức Hiền sáng chế và lắp ráp thành công và bán trên thị trường rất là nhiều. Hiện nay là phân tần có 3 nức cho anh em tùy chọn nhé. Ví dụ anh em về chơi loa full, một cái tiếng chung nó bé quá, anh em vặn lên một phát. Đấy.
nhớ vẫn tiếng Trung vẫn cảm giác nó vẫn nhỏ, chúng ta cho một phát nữa. Đấy. Nếu mà tiếng Trung thích nghe tiếng Trung nhiều, lời ca nhiều, đặc biệt là những cái dòng nhạc của những ca sĩ hát thu âm những năm 1975 thì anh em có thể cho một phát nữa, thì cái tiếng Trung của cái loa này nó thể tái hiện rất là to nhé, rất là rõ ràng luôn. Ok, cho anh em nghe lại âm thanh một lần nữa và em sẽ dừng video tại đây. Chào anh em nhé.